Tối qua ngày 5 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương thành phố tổ chức khai mạc Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng dự và các ban khai mạc hội chợ. Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, đây là năm thứ 13 thành phố tổ chức hội chợ hàng Việt gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội chợ trở thành một kênh xúc tiến thương mại uy tín, nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo doanh nghiệp Việt cũng như sự quan tâm của người tiêu dùng. Qua đó, tâm lý và thói quen mua sắm của người tiêu dùng đang dần ưu tiên lựa chọn hàng hóa sản phẩm trong nước, đặc biệt là hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong bối cảnh kinh tế Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, hội chợ là hoạt động tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, khích lệ tinh thần vươn lên, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian qua, từng bước phục hồi phát triển, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, vị thế cho các sản phẩm hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới hàng Việt Nam, chinh phục người Việt Nam và người Việt Nam tự hào sử dụng hàng Việt Nam. Trong thời gian qua, chúng tôi tập trung hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, xây dựng các tiêu chí để đảm bảo về chất lượng, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về mẫu mã bao bì để nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và thu hút người tiêu dùng nhiều hơn. Thông qua các sự kiện hội chợ của ngành công thương thì chúng tôi mong muốn được giới thiệu các sản phẩm mới của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng, và qua đó người tiêu dùng cũng được tiếp cận với sản phẩm đa dạng phong phú của các doanh nghiệp của địa phương cũng như của các vùng miền. Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10, Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng năm 2022 có quy mô 150 gian hàng của hơn 120 đơn vị doanh nghiệp đến từ thành phố Đà Nẵng và 17 tỉnh thành phố trong cả nước. Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ là hàng Việt Nam thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, may mặc, giày da, thời trang, thương mại tổng hợp, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, các sản phẩm làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó còn có nhóm sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, ngân hàng, ẩm thực. Sau thời gian đại dịch này thì chúng tôi rất là muốn gặp gỡ trực tiếp với khách hàng sử dụng của Hương Làng Cổ để mà hai bên cùng hiểu nhau, khách hàng sẽ hiểu về Hương Làng Cổ hơn và Hương Làng Cổ cũng hiểu mong muốn khách hàng nhiều hơn để phục vụ tốt hơn. Và qua các cái hoạt động như ngày này thì chúng tôi xây dựng được hình ảnh của mình với khách hàng rất là tốt, và qua các cái cây này thì chúng tôi tiếp cận được rất là nhiều cái khách hàng là đại lý và các cái siêu thị, thì nhờ vậy mà cái kênh phân phối của Hương Làng Cổ hiện nay là gần như rộng khắp trong toàn thành phố Đà Nẵng. Đến với hội chợ của Đà Nẵng thì cũng tất cả cũng đều mong là hướng tới một cái cốt lõi nhất đấy ạ, là đưa sản phẩm tốt đến những khách hàng không như trong Việt Nam mà còn ở ngoài quốc tế nữa, và phải có sự lựa chọn là hàng phải bảo đảm chất lượng, đủ tiêu chuẩn, đạt được kết quả cao thì mới được mang vật vào trong hội chợ. Tại hội chợ lần này, ban tổ chức còn thiết kế gian hàng chung, trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, lưu niệm của thành phố Đà Nẵng, và phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng tạo khu giới thiệu sản phẩm hàng thật, hàng giả, tư vấn cho người tiêu dùng cách phân biệt hàng thật, hàng giả.